Mới đây, trên vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu, Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Indonesia đã tổ chức luyện tập chung về công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, phòng chống cháy nổ trên biển. Đây là hoạt động giao lưu nhằm trao đổi kinh nghiệm giữa lực lượng cảnh sát biển hai nước trong chuyến thăm của tàu Cảnh sát biển Indonesia đến Bà Rịa Vũng Tàu. Tình huống giả định được đưa ra trong quá trình tuần tra thực hiện nhiệm vụ trên biển. Hai tàu Cảnh sát biển Việt Nam và Indonesia nhận được tín hiệu SOS của một tàu đang bị hỏa hoạn. Tàu Cảnh sát biển 8001 và tàu kiểm ngư Baladana 323 nhanh chóng xác định tọa độ, liên lạc với nhau qua hệ thống tần số chung, khẩn trương tăng tốc đến hiện trường để tiến hành chữa cháy và cứu hộ cứu nạn bị rơi xuống biển. Không chỉ là dịp để các cán bộ, sĩ quan hai quốc gia có thêm kinh nghiệm trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn, ứng phó với các sự cố trên biển, đợt diễn tập lần này còn góp phần thực hiện hóa bản ghi nhớ hợp tác giữa lực lượng cảnh sát biển hai nước, tiếp tục thắt chặt tình cảm đoàn kết, hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược giữa hai quốc gia, hai lực lượng hướng đến kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Indonesia vào năm 2025.